Xin chào các anh em. Sáng nay tôi đang làm hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ của Exeter 150, một cái đồng hồ của Suzuki Sachia. Đó thì sẵn mình mượn hai đồng hồ này để mình hướng dẫn cho một số anh em mới làm nghề về điện tử á, thì cái cách để mình kiểm tra và sửa chữa một cái đồng hồ. Thì một cái đồng hồ khi mình tháo ra như này thì nó đầu tiên mình sẽ quan sát trước ha, quan sát những dấu hiệu hư hỏng, những cái chỗ nó bị dấu hiệu bất thường, nó bị nấm mốc. Đây vô đây ha, đồng hồ này thì nó bị một số vùng ở phía bên tay tay phải này, nhất là chân chếp chủ là cũng bị đóng mốc này. Cái thứ hai là những cái chỗ này nó bị ăn mòn rất nhiều. Đó thì cái công việc đầu tiên mà anh cần làm đó là vệ sinh lại chân chếp chủ nè, vệ sinh những chỗ bị ăn mòn, và anh ta tiến hành ta đo thông mạch, sau đó ta nối mạch lại ha, nối mạch lại. Còn những khu vực nào mà không có bị dấu hiệu thì thôi, chúng ta sẽ làm trước những khu vực mà nó bị mòn. Nè, bên đây thì rất là mới này. Đấy, còn cái đồng hồ, những cái đồng hồ bên đây thì mình tháo ra mình thấy là nó không có dấu hiệu mòn gì cả, không có dấu hiệu bị hư. Hầu như tất cả còn rất là mới, rất là nguyên. Thì bắt buộc anh sẽ phải cấp nguồn vào để kiểm tra. Đó thì tôi đang cắm sẵn dây nguồn để rồi. Dây đỏ là dương, dây đen là mát ha. Đó thì tôi sẽ bật công tắc cấp nguồn lên. Đây là cái bộ cấp nguồn của tôi ha. Đây, cấp nguồn. Đó. Thì lúc này sau khi cấp nguồn xong thì mình kiểm tra trên cái đồng hồ mình. Cái đồng hồ này đang bị tình trạng là không lên màn hình gì cả. Tức là nó do hiện tượng nó là không có nguồn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta đo nguồn. Nó sử dụng đồng hồ VOM ha. Bật thang đo AC. Đây, xin lỗi DC. Đấy. Quay đen mình để cho ắc quy, quay đỏ đo mình đo nè, dùng quay đỏ mình đo. Thì tôi sẽ đo ngay cái chỗ con đăng dây to cấp nguồn ha. Đây, đo đăng dây to cấp nguồn đây, mình đo ngay cái chân to đó nha, chân cái lưng này, đây, chân này, đó, anh thấy mà. Đó, thì đồng hồ mình lúc này nó lên có 1 V, 1,5 V thôi, nguồn như vậy là chưa đủ ha, nguồn như vậy là chưa đủ. Đấy. Nó phải vô đây đúng nguồn 12. Thì từ đây mình mới đo ngược lại những cái con diode, đo ngược lại những con diode coi có nguồn hay không. Rồi đo lại những cái chân cấp nguồn vào. Đấy, đo lại ngay chân này, ngay chân của cái chân nguồn mà cái dây nguồn cấp vào ha, mà mình kiểm tra ha. Đây. Đó. Thì cái đồng hồ mình nó lên nè, chân nguồn cấp vô có nè. Anh thông cảm là làm một mình nó hơi khó. Đây, có nè, nhưng mà nguồn cấp cho tới trăng dây to này lại không có. Đấy. Thì chúng ta bắt buộc phải kiểm tra từ cái phần từ cái dắt nè vào tới trăng dây to, nó có đứt khúc nào. Mình cũng vô tình mình nhìn thấy là ở trong cái chân của đồng hồ này nó bị sét tan ở trong đây mà anh. Đây, nước vào nó ăn mòn ở trong đây. Đấy, hơi khó nhìn nhưng mà nhìn kỹ mình sẽ thấy là nó bị ăn mòn đây. Thì cái này mình bắt buộc phải tháo cái cùm dắt chân này ra rồi mình kiểm tra lại. Bây giờ tôi sẽ tiến hành ta làm.